Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin mới. Thưa quý vị, bão số 3 đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc mang theo mưa lớn và gió giật, trong khi các khu vực khác của nước này vẫn đang dọn dẹp sau trận lũ lịch sử. Bầu trời tối đen như ngày tận thế, những trận mưa với mức gió giật mạnh, nhiều thành phố nâng báo động ứng phó lên mức cao nhất. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hình ảnh chân thực nhất về cơn bão đang càn quét Trung Quốc ngay lúc này. Thượng Hải tối đen như ngày tận thế khi bão đổ bộ. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc khi bão số 3 đổ bộ vào khu vực này. Trung tâm Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão cấp độ cao thứ 2 khi bão số 3 đổ bộ vào phố Đông, phía Nam thành phố vào cuối ngày thứ Bảy vừa qua. Một video được đăng lên mạng xã hội cho thấy bầu trời Thượng Hải tối sầm lại khi những đám mây đen bao trùm khắp các tòa nhà chọc trời trong thành phố. Mạng xã hội Trung Quốc cũng chia sẻ những hình ảnh đường phố ngập lụt, mảnh vỡ bay và cây bật gốc ở Thượng Hải. Khoảng 330.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển của Thượng Hải, thành phố với khoảng 26 triệu dân. Hơn 100.000 công chức và nhân viên đã được triển khai đến các thành phố của Thượng Hải để tham gia chiến dịch chống lũ lụt quy mô lớn do chính quyền khởi xướng. Tất cả các chuyến bay chở khách đến và đi từ hai sân bay của Thượng Hải đều bị hủy vào ngày thứ Bảy. Các cảng của thành phố Thượng Hải nằm trong số các trung tâm vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới đã sơ tán hàng nghìn tàu thuyền. Sân bay quốc tế Hàng Châu, thành phố phía Tây Nam Thượng Hải cũng đã hủy tất cả các chuyến bay. Một số chuyến xe buýt ở Thượng Hải cũng bị đình chỉ hoạt động. Để ngăn các phương tiện đi qua những cây cầu bắc qua sông, tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Thượng Hải đã bị tạm dừng, bắt đầu từ tối ngày thứ Bảy. Chính quyền Thượng Hải đã hạn chế các hoạt động ngoài trời và đóng cửa các khu du lịch. Công viên Disneyland Thượng Hải đóng cửa vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật do mưa bão. Cảng Dương Sơn đã sơ tán hàng trăm tàu thuyền khi tốc độ gió ngoài khơi lên tới 102 km/h. Tất cả các tàu container cỡ lớn đã được sơ tán vào cuối tuần qua. Chính quyền Thượng Hải cũng giảm tốc độ tàu điện ngầm và dừng một số tuyến. Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi càn quét Thượng Hải, bão số 3 đã đổ bộ vào thành phố Trung Sơn, tỉnh Chiết Giang với sức gió lên tới hơn 136 km/h. Một video được chia sẻ trên mạng cho thấy gió mạnh đã xé toạc một con phố với tốc độ đáng kinh ngạc. Bão số 3 dự kiến sẽ càn quét Hàng Châu và đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng đến Chiết Giang và Thượng Hải. Video ghi lại cho thấy người dân phải tìm kiếm nơi trú ẩn để tránh mưa lớn và gió mạnh. Sau khi gây ngập 6 km đường ven biển ở Chu Sơn và làm đổ 1.000 cây ở Thượng Hải vào chiều ngày thứ Bảy, bão số 3 tiếp tục đổ bộ lần 2 vào thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang và Khải Đông của tỉnh Giang Tô vào tối ngày thứ Bảy. Cục Khí tượng Trung Quốc trước đó dự đoán bão số 3 di chuyển với tốc độ 15 km/h với sức gió 38 m/s. Cơ quan ứng phó khẩn cấp Chiết Giang đã nâng mức ứng phó với bão lên cao nhất vào ngày thứ Sáu, đóng cửa các trường học và chợ, đồng thời tạm dừng giao thông đường bộ khi cần thiết. Bão số 3 đổ bộ khi miền Trung Trung Quốc vẫn quay cuồng với trận lũ lịch sử khiến ít nhất 63 người thiệt mạng. Điện, nước bị cắt và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Bão cát như ngày tận thế tấn công thành phố ở Trung Quốc. Bão cát cao tới 100 mét quét qua thành phố Đôn Hoàng ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc ngày thứ Bảy. Cảnh báo về bão cát đã được cơ quan theo dõi khí tượng khu vực phát giả lúc 15 giờ 4 phút ngày thứ Bảy. Theo Tân Hoa Xã, cơ quan này phát cảnh báo mã màu vàng với bão cát ở Đôn Hoàng. Cơ quan khí tượng vùng cho hay, trong bão cát tầm nhìn thấp nhất giảm tới 791 mét. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết dành cho bão cát gồm 4 cấp, được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Theo SCMP, trận bão cát lớn tạo ra những đám mây bụi khổng lồ cao ít nhất 100 mét đã gây ra hỗn loạn ở thành phố từng nằm trên con đường tơ lụa cổ đại Đôn Hoàng. Bão cát ập đến vào buổi chiều khiến cảnh sát địa phương phải triển khai kiểm soát giao thông tại các trạm thu phí và yêu cầu tài xế di chuyển xe ra khỏi đường cao tốc và các khu vực dịch vụ để tránh bão cát qua. Đôn Hoàng là nơi có hoang mạc cao, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Thành phố này nằm trong sa mạc Gobi với khí hậu và điều kiện sống khắc nghiệt. Miền Đông Trung Quốc gồng mình trước bão số 3.
Thượng Hải và các vùng duyên hải miền Đông Trung Quốc hủy mọi chuyến bay, ngừng dịch vụ tàu điện ngầm khi bão số 3 đổ bộ. Bão số 3 đổ bộ vào quận Phổ Đà, thành phố Chu Sơn, cảng biển lớn ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào trưa ngày thứ Bảy. Cơn bão đổ bộ khi miền Trung Trung Quốc vẫn quay cuồng với trận lũ lịch sử, khiến ít nhất 63 người thiệt mạng. Điện nước bị cắt, hơn 1 triệu người phải sơ tán. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, làm mọi cách giảm thiệt hại, đồng thời phấn đấu mục tiêu không có người chết, ít tổn thất về người và kinh tế nhất có thể. Viên Gia Quân, Bí thư tỉnh Kiên Giang cho biết trong cuộc kiểm tra công tác ứng phó bão hôm thứ Sáu, sau khi gây ngập 6 km đường xá vùng ven biển ở Trung Sơn, tỉnh Chiết Giang và làm đổ 1.000 cây cối ở Thượng Hải, bão tiếp tục đổ bộ lần hai vào thành phố Gia Hưng của Chiết Giang và Khải Đông của Giang Tô tối thứ Bảy. Cục Khí tượng Trung Quốc trước đó dự đoán bão di chuyển với tốc độ 15 km/h, sức gió 38 m/s. Cơ quan ứng phó khẩn cấp Chiết Giang đã nâng mức ứng phó lên cao nhất vào hôm thứ Sáu, đóng cửa mọi trường học và chợ, tạm dừng giao thông đường bộ khi cần. Thượng Hải, nơi sinh sống của 26.000 người, và Hàng Châu đã hủy mọi chuyến bay đến và đi. Từ hôm thứ Sáu, nhiều dịch vụ đường sắt trong khu vực cũng ngừng hoạt động. Chính quyền Thượng Hải cho hay sẽ giảm tốc độ tàu điện ngầm, ngừng một số tuyến từ buổi trưa. Chính quyền Hàng Châu cũng dừng mọi tuyến tàu ngầm. Quyết định này đưa ra sau khi lũ lụt tuần trước ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, khiến 12 người chết vì mắc kẹt trong tàu điện ngầm. Mưa lũ lịch sử, nghìn năm có một ở Trung Quốc có ảnh hưởng Việt Nam không? Theo các chuyên gia ở Hà Nam, Trung Quốc mới diễn ra trận mưa lũ nghìn năm có một, khiến hơn 7,5 triệu dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán thiệt mạng. Ước tính hơn 10 tỷ đô la sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Liên quan đến trận lũ lịch sử xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay tại Trung Quốc đang là mùa mưa nên việc xuất hiện các đợt mưa lớn là phù hợp với quy luật. Tuy nhiên, tại tỉnh Hà Nam xảy ra mưa lớn với lượng mưa đạt hơn 600 mm trong vòng sau 24 giờ thì đúng là quá lớn và được cơ quan khí tượng Trung Quốc đánh giá là trận mưa lớn chưa từng có suốt 1.000 năm qua ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo ông Khiêm, hiện chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể nguyên nhân đợt mưa lớn cực đoan này. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân gây ra các hiện tượng thiên tai khốc liệt và hiếm gặp này được gắn với sự kiện biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi về tần suất, cường độ, quy mô không gian, thời gian và quy luật hoạt động của các cực đoan thời tiết và khí hậu. Nhiệt độ nóng lên có thể làm cho các nhiễu động của hệ thống khí quyển như giải hội tụ nhiệt đới, các xoáy bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông tố, lốc trở nên mạnh hơn và xảy ra nhiều hơn. Đánh giá về công tác dự báo mưa lớn, đặc biệt là dự báo mưa cực đoan, ông Khiêm cho rằng trong những năm qua, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, dự báo khí tượng thủy văn trên thế giới đã có những bước tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, dự báo lượng mưa lớn vẫn là một thử thách lớn đối với bài toán nghiệp vụ trên thế giới, đặc biệt là mưa cực đoan. Ông Khiêm chia sẻ, chúng ta mới dự báo tốt về vùng mưa lớn, chưa thể dự báo chính xác lượng mưa tại một vị trí thời gian cụ thể. Công nghệ dự báo của thế giới hiện nay chưa có khả năng dự báo lượng mưa lớn lên đến vài trăm mm trong vài giờ như vậy. Các nghiên cứu mô phỏng với độ phân giải cao bằng các mô hình bất thủy tĩnh có độ phân giải quy mô đám mây. Trong thời gian qua đã chỉ ra rằng các dự báo bằng mô hình số có tính dự báo thấp, đặc biệt đối với cấp mưa lớn. Điều này là do tính dự báo của khí quyển bị chi phối rất mạnh bởi các nhiễu động có quy mô không gian và thời gian rất nhỏ. Một kích thích đối lưu nhỏ hoặc sai lệch của tâm hội tụ ẩm mức thấp cũng có thể dẫn đến các thay đổi rất nhanh của các bất ổn định trong khí quyển và tạo nên các phân bố đối lưu sâu khác nhau dẫn đến hệ quả mưa khác nhau. Theo thống kê thực tế, không phải những năm gần đây thường xuyên xuất hiện các cơn bão có đường đi rất kỳ dị, hoặc là cùng lúc xuất hiện 2-3 cơn, hoặc các tổ hợp nguy hiểm tương tác mà trong quá khứ cũng đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy, tạo ra các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân. Nguyên nhân xảy ra 2-3, thậm chí 3-4 cơn bão hoạt động đồng thời là do hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới thường được hình thành trong những tháng mùa mưa bão từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Giải hội tụ nhiệt đới này thường kéo dài hàng nghìn km. Trên giải hội tụ luôn tồn tại các trung tâm khí áp thấp. Nếu điều kiện thuận lợi, các trung tâm khí áp thấp này sẽ mạnh lên và tạo thành những cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời và những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau là rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Hiện tại, do hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn ở trên Biển Đông nói riêng và ở vùng biển Thái Bình Dương nói chung còn hạn chế và thưa thớt dữ liệu, nên rất khó khăn trong công tác dự báo những cơn bão có hướng di chuyển phức tạp
hoặc bị tương tác bởi những cơn bão khác. Ông Khiêm cho biết, mưa lớn trong năm 2023 gây lũ kỷ lục đe dọa đập Tam Hiệp, Dương Tử là do Phongmeizu. Hệ thống thời tiết gây mưa chính ở Trung Quốc và khu vực Đông Á duy trì hoạt động kéo dài, cường độ mạnh hơn bình thường. Năm 2023, phong ranh giới phân tách hai khối không khí có nhiệt độ khác nhau mà Du tồn tại gây mưa lớn suốt từ giữa tháng 4 đến tận tháng 6. Còn trong năm 2023, mưa lớn xảy ra trên hệ thống sông Hoàng Hà, nằm ở phía trên của hệ thống sông Dương Tử, sâu vào trong đất liền, nằm ở phần phía bắc của Trung Quốc. Nguyên nhân là do có một khối không khí biển lấn từ phía đông vào, kết hợp với vùng xoáy thấp gây mưa lớn trên hệ thống sông Hoàng Hà, thủ phủ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Tỉnh Hà Nam nằm ở miền trung của Trung Quốc, cách xa Việt Nam nên trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại đây không ảnh hưởng đến Việt Nam, ông Khiêm nhấn mạnh. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam nhận định, hiện tượng ENSO sẽ duy trì trạng thái trung tính đến đầu năm 2024. Dự báo tình huống không khí lạnh năm 2023 có nhiều nét tương đồng với năm 2020. Cường độ có thể không mạnh bằng, Bắc Bộ năm nay dự báo có mùa đông khô với nhiều ngày nắng hanh, đêm lạnh. Về dự báo bão năm 2023, dự báo bão sẽ tập trung vào tháng 10 và tháng 11, có thể kéo sang tháng 12, nhưng không dồn dập như năm 2020. Bão và mưa lớn ở miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra nhiều vào tháng 10 và tháng 11, có thể sang cả tháng 12. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!